Ok, xin chào anh em nhá. Giới thiệu cho anh em con bay xây này. Con này là bay của công ty Dương Minh anh em nhá. Nó rất là chất này, làm rất là tỉ mỉ luôn. Đây như anh em nhìn cái logo này, nó làm nó đã thấy nó đã chất rồi này. Cái công nghệ khắc Tiraje thương hiệu này là nó cũng rất là mất rất là nhiều tiền. Đấy. Về cái phần bay ấy thì kích thước của nó là 17cm chiều dài này và chiều ngang là 9cm này, được tán bằng 4 đinh thép này. Đấy, phần cán được khâu đồng này và chốt một cái đinh vít ở đây để gia cố thêm cái phần chắc cho cái chuôi bay này, nó không bị xoay. Đó, phần đuôi cán này, chuôi cán này. Chuôi cán thì được nong cái phần cao su ở dưới nhá. Phần chuôi nhá anh em nhá, bay chất lắm. Bây giờ em sẽ mở cho anh em xem này. Đó. Sáng quắc cần câu chưa anh em nhá. Anh em nhìn cái đinh này, phẳng lì luôn. Đó. Con này rất cứng nhá anh em nhá. Con này thép lưỡi cưa 65mm, tán bằng 4 đinh bền, đẹp. Cán cũ khắc Tiraje. Đó. Công ty Dương Minh. Ok, anh em nào cần có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0904 928 863. Đó, Facebook là Thanh Nhà Đẹp. Mọi người, YouTube là Thanh Nhà Đẹp. Ok, anh em có thể vào subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào anh em nhá.